Sao mấy giờ chín? Ôi trời có quá. Ta quay em cho lên nhiều thứ. À dạ. Bà ơi, xác đạp xe, hai mươi cây số, thằng bị say thế, đứa làm gì? Thằng làm quán cơm, tôi về một gói mì tôm. Tôi về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn ngày tháng xa nhà, tôi về dòng bạc chúng em chia cầu yêu thương, dân chuyện vui buồn. Miền Tây em đang cánh đồi đông biên, miền Trung lũ suốt đêm lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.